lúc tôi 7 tuổi thì là bắt đầu chiến tranh ném bom ở ngoài miền Bắc, thì cho nên là cùng với trường âm nhạc Việt Nam thì tôi đi sơ tán. Và lúc đó tôi bắt đầu học lúc 7 tuổi là sơ cấp 1, là chỉ được độ cỡ chừng 30 phút một ngày thôi. Ngoài cái thời gian đó thì mình cứ phải mường tượng đánh trên giường, trên đàn, giấy, âm thanh nó phát ra trong đầu mình. Cái thất bại hoặc là những cái lúc tôi nói là khủng hoảng tinh thần là những cái giai đoạn rất cần thiết trong cái con đường nghệ thuật. Vì mỗi một khi mình vấp ngã, một khi mình bị khủng hoảng là mình lại tiến bước nhanh hơn. Vào những đầu những năm 90 thì tôi có một giai đoạn khủng hoảng lớn và thậm chí đã có những cái ý định từ bỏ nghề biểu diễn. Và tôi có tâm sự điều đó đối với người thầy của tôi là ông Dmitry Bashkirov, người thầy ở bên Nga. Là tôi nói chắc là tôi đã làm đến cái trần cái khả năng của mình rồi. Cho nên là thôi, chắc là tôi thu dọn chiến trường và tôi đi làm việc khác. Thì ông chỉ nói con người ta không bao giờ biết cái trần của mình ở đâu, nó cao thế nào, nghĩa là nó không có giới hạn. Câu trả lời đó đã giúp tôi vượt qua cái giai đoạn khủng hoảng và tin vào cái khả năng của mình có thể cao hơn. Bây giờ âm nhạc đã là thành một cái người bạn tâm đồng ý hợp. Không có cái gì hạnh phúc hơn một ngày khi mình trưởng thành, mình làm đúng cái nghề mà mình yêu, dù như mình phải hy sinh các mặt khác. Ai cũng biết chẳng hạn như là chọn nghệ thuật, con đường rất là chông gai, rất là khó khăn, rất là nghèo. Sống được vào trong âm nhạc mà mình sẵn sàng hy sinh mặt vật chất thì đấy là cái điều quan trọng nhất.